Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Mạnh không đi xuống cái này đào à hả? Đào đất à? Hôm qua thì thấy ông kể rằng là một mình khác xuống dưới để mà đào ấy các bác. Đây bây giờ Mạnh đứng dậy đi, khoanh tay chào các bà nào. Ông, các bà. Ồ, thế hôm nay nhà Mạnh làm gì đấy? Hả? Hả? Hôm nay làm gì? Đây, thưa cô bác, hôm nay thì có rất là nhiều cô bác hàng xóm là gia hộ nhà hai ông cháu cô bác ạ. À. Còn một số cô thì là đang đi nấu cơm rồi. Bây giờ chuyển ra rồi không? Lợn này. Vâng. Đây nên nhà của ông thì cũng gần là đào xong rồi các bác ạ. Còn ở phần phía bên dưới này thì là hầu như là các bác với lại các ông là hộ hai ông cháu là kè, tự kè các bác. Hầu như là cái ở trên vùng cao đấy có một cái phương thức mà kè đá không cần dùng đến xi thì rất là chắc chắn và rất là được rất là lâu các bác. Dạ. Không cần đâu mà ông nhìn thẳng đấy rồi. Nhìn thẳng rồi. Nhìn thẳng đấy ông. Giúp cung bà lao giúp cung ông chú thôi. Vâng. Đấy, hôm nay là cả làng là gia hộ là hai ông cháu được cô bác ạ. Đây, phía bên này thì ông đang buộc con lợn này mà kéo ra xong rồi tí tháo cái chuồng lợn ra luôn. Đây, khi mà đào nền nhà thì phải nói là gặp những cái tảng đá thì cực kỳ khó khăn cô bác ạ. Những cái tảng đá nào mà nó mềm thì còn không sao, còn gặp những cái tảng đá mà nó cứng như kiểu là đá tai mèo các bác thì rất là vất vả luôn. Ở phía bên này thì có vẻ như là có đá nhiều hơn các bác, còn rất ra phía bên kia chắc là không có đá nữa rồi. Mời cháu bằng bằng đi. Dạ. Đêm hơn rồi. Không, chiều ngang nó đào là hơn 10 mét là được rồi bác ạ. Ồ ba, con chỉ xuôi luôn đó bác. Ừ, nào. Hánh nước ạ. Ồ. Từ từ anh. Những cái tảng đá to quá thì phải là trẻ ra thành nhiều lần thì
Lần răng. Ô dễ lắm, dễ lắm. Ui, hoi đủ hoi dẻo. Lông mũ à. Tin là nó tổ dê ổ ổng này dê dự năng bộ. Thế nhà ông thì hiện tại là có một con lợn là duy nhất là của riêng đó các bác ạ. Trên này thì có vẻ như là có đá nhiều hơn rồi các bác ạ. Đây, trong thời gian qua được các bác yêu quý thì gửi những cái tấm lòng vàng tới cho hai ông cháu, thì đến ngày hôm nay các bác thì cũng là ngày gọi là ngày thứ hai rồi, ngày thứ hai đào nền của nhà hai ông cháu. Có thể là đào hôm nay đông người thì sẽ trong hôm nay là sẽ đào hết luôn, còn nếu mà hôm nay không đào hết thì chắc chắn là ngày mai lại tiếp tục. Đây, ở đây là hầu như là hàng xóm là sẽ ra là giúp đỡ cho hai ông cháu hết cô bác nhá, coi như là gọi là đổi công ấy. Dê bố mi tí tô nè, thái tự án mi tăng với dê. Nó mà mấy chán để khảo không khuê với khuê khí không khuê với con. Nó lộ tẩy bắn. Thì đi tới đây đi hả? Đi ra với con hôn. Đi ra. Nó đi với con hôn rồi. Con đây nó khảo thử bắn con cho con thái vào đây ạ. Bên bên cây có một quy thôi, xin nó chở thôi. Đây vừa rồi thì em Quân cũng đi xuống đây cô bác. Quân thì vừa lấy thức ăn để mà ăn cơm trưa. Tại vì là cháu Lực là vừa rồi là lên không có được, thành ra là gọi Quân lên. Quân. Em chào anh. Con chào quý ông bà của chương trình ạ. Đây, Quân xuống đây xem là hộ được hai ông cháu việc gì thì là hộ hai ông cháu nhá. Đây, ông gửi một lời chào tới các bác đi không? Chào các bác, các chị nhá. Hôm nay là hôm nay gia đình mình làm đến từ mấy giờ không hôm nay? Nay sáng nay từ 7 giờ làm đến giờ rồi. Sáng nay à? Vâng. Thế là ở đây là các cô là gia hộ hai ông cháu hết rồi à? Vâng. Đấy gọi là cả đôi người buôn đây giúp nhà ông giúp ông. À có nghĩa là cả thôn ra là mỗi nhà sẽ gia hộ ông một đội thôi, không phải thôn. À là đội à? Vâng. Là mỗi nhà sẽ gia hộ là một người à? Vâng. Nhưng mà sau này nếu mà có việc gì thì mình vẫn phải đi hộ đúng không? Đúng rồi, nhà nào có làm cái gì thì đi hộ. À. Mỗi ngày. À. Xong thì ngày sau nữa. À. Nếu mà xong thì thôi. À. Đấy vừa hôm nọ cháu Lực cũng đã bảo với ông đó các bác, thì nếu mà như có các bác gia hộ ấy thì cháu Lực sẽ trích tiền ra để mà mua thức ăn, thì sẽ để không cho ông phải mua nữa. Thật sự ra để ông mua thì ông cũng không có tiền để mà mua đâu các bác. Đấy, tuy nhiên là cái phần nền nhà này nếu mà để thuê đào thì chắc là rơi vào tầm độ 5 đến 10 triệu. Đấy, tuy nhiên về cái khoản đấy thì cũng nói với ông rồi rằng là nếu mà ông nhờ được ấy thì là mình chỉ mất tiền là mua thức ăn thôi, còn sẽ không phải mất tiền để mà mình thuê nữa.
Đấy, ở bên kia thì các bác là đang nấu cơm trưa rồi các bác. Ở cái đằng sau hiên nhà của bác nhá thì là sẽ đào lại thành hai bậc, tại vì là nếu mà đào thẳng xuống từ kia thì nó cao quá. Nó cao quá đi sợ là sập đấy. Đấy, bên này là có hai bác đang nấu cơm này. Đang lắm. Ô đi lúng xui rồi bát má nó tàn nổ. Đấy, bây giờ nấu cơm thì sẽ nấu tạm vào đây thôi cô bác ạ. Cũng không có chỗ nào để mà nấu nữa rồi. Còn về cơm ấy, cơm thì sẽ nấu cơm ở trên nhà của em Quyết. Bây giờ thì sẽ cùng các cô đi xuống cái làm một chút đó. Bán nào? Lót. Chồng bán dê chưa nổ? À? Ủa, mằng này tư lại không? Mằng này tư lại không? Đấy, bên này thì Quân với ông đang dọn cái chuồng lợn này ra để một tí nữa sẽ cào cái lớp phân ở trên này ra này cô bác này, xong mà mới để trên đất vào được. Ông đang lại người tông giảng nào luôn nọ. Tin ở đây, tin ở đây không ạ? Mà nó thì cho cái đấy nổ nào nổ. Cho bán đi các ừ. Đang cho về lâu báo. Ôi bà làm thứ năm này à? Còn năm à? Quân ơi. Lấy cái thùng nước này ra cho các bác uống đi. Không quên rồi. Hỏi xem nhà ông có cốc không? Cái đây là gì á? Nước ạ. Nước á? Nước sao để vào đấy? À. Dạ. Món này nào? Phá này à? Mặc tư này à? Ôi, này nó phàm lụ, ôi dù. Quân na lấy cả, lấy hết nước ở đây đi. Hãy cho các cô luôn đi. Thôi các cô bác nào khát thì bác nào tự uống. Đấy, thoát lên chiếu nhỉ. Chị khát nước này chị lấy na. Ui. Không mà đang nào bác nó từng chỉ can chỉ nông mà từng đặt chỉ can xuống hốc đấy. Ông ơi, chỉ chỉ năng còn ông ơi. Nghỉ tay chỉ năng còn ông ơi, đây không? Đây lâu lâu được một cơn gió rất là mát quá. Ông có uống rượu không? Hầu như là các bác trên vùng cao đâu bác thì để mà thật sự không biết uống rượu thì không phải, bác nào cũng biết gọi là sơ sơ uống rượu một chút.
cũng ít thì cũng nhiều thôi. Hôm nay thì có vẻ như có rất là đông các bác này. Các cô thì cũng là người ở trong bản đó các bác. Trên mình thì còn mặc những cái bộ truyền thống của người đồng bào dân tộc Nùng. Các lực nhìn thấy là có một ông nữa, một ông cũng mặc. Đấy, chín liêng này luôn á, lên một phát điện chứ mà. Hôm qua lúc mà cháu được đi xuống đảo nền với ông đấy các bác, hôm qua là ngày đầu tiên đấy, ngày đầu tiên cho nên là hai ông cháu gọi là cũng để mà khởi công cũng như là cái ngày đẹp ấy, nhưng mà đến hôm nay thì có vẻ như là đào sâu xuống một chút thì gặp tảng đá nhiều hơn, ra phía bên này có đá, còn phía bên kia thì không có đá mấy. Ở đây là các cô các bác là hầu như là ai ra cũng cầm theo là một cái cuốc nữa, nhà ông thì không có cuốc ấy mà. Mô năm là mèng. Mô này không làm à? Mô này ôm mấy xúc mà này vác cái này điếu. Mấy xúc mà ra? Mấy vác mà vác là thật thầy. Mấy xúc mà ra? Ra phía bên này thì có vẻ như là đất là cứng hơn rồi các bác này. Đấy, quân đào lên là cảm giác như rất là khó. Nghỉ ngay, nghỉ tay uống nước đã quân. Xong là tí làm sau. Không mặc này hiến đâu. Không mặc này tứ bán rồi mà này à? Ra phía bên này bây giờ gặp mấy cái tảng đá mà nó rất cực kỳ to các bác ạ. Đào nền nhà thì sợ nhất là gặp đá. Bây giờ phía bên này thì anh với lại các cô ông nữa là đang hứa cái chuồng lợn này ra để một tí nữa là đào để cho nó sẵn luôn các bác, nếu mà hôm nay làm xong ấy. Bà ấy nói chứ. Ấy bà làm thế mà nó hốt này. Vừa cho thấy cái tảng đá này hơn. Nào xem mượn cái xem beng này cùng chú để gậy nào.
Một con. Ba cầu trong trăng hồng có. Ôi dù, trong phải cúc, trong phải bỏ tận đây ra. Mau. Ở đây thì một tí nữa sẽ các cô với lại các chú các bác là sẽ ăn cơm ở trên chính cái nền nhà mới luôn các bác nhá. Mới gọi là cái nền nhà mới thì vừa mới đào xong thì gọi là mới thôi, chứ còn nền nhà thì cũng khá là lâu rồi. Ăn trưa thì cũng chỉ đơn giản thôi, có muối cắm mắm với lại thêm là mẹ Quyết là đang nấu canh đu đủ nữa. Ủa, đến 1 giờ mới ăn trưa ấy ông ạ. Nấu cơm hơi muộn rồi. Ủa, 7 giờ mới tối mà. À, thế là chưa ra. Wow. Rồi, ăn trưa cũng khá là muộn rồi các bác ạ. Đây bây giờ đã gần 2 giờ chiều rồi. Chắc ăn cơm xong là 2 giờ chiều. 2 dưới thì bắt đầu tiếp tục là đào nền tiếp. Không biết là hôm nay liệu thì có hoàn thiện cái phần nền nhà không. Không hoàn thiện thì để ngày mai tiếp tục là hoàn thiện đấy, nhưng mà về cái phần đào nền ấy thì chúng tính đâu đó tầm độ 3 đến 4 hôm là đào xong rồi. Nếu mà không có gặp đá, những cái tảng đá to như phía đằng sau sò này thì có thể là tầm 1 ngày là xong. Khi gặp đá thì rất là khoai của bác. Hôm qua chị cũng đào một hôm rồi thế. Hôm qua lúc em đi xuống thì là tưởng ông đi đâu rồi, nó không đấy hôm qua. Vâng. Bây giờ thì để các cô với các bác là ăn cơm đã, một tí ăn cơm xong thì khi mà công việc đi vào làm các bác, chúng lực sẽ tiếp tục là ghi hình sau. Hôm nay thì phải nói là rất là đối với lại bà con ở trên vùng cao các bác, một khi mà nhà nào mà đã có công việc gì đấy thì rất là sẵn sàng và rất là sẵn lòng đi hộ, nhưng mà mình cũng phải là đi hộ người khác thì người khác mới đi ra hộ mình cô bác ạ.
Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì là các cô các bác thì cũng ăn cơm xong được một lúc rồi, nghỉ ngơi rồi. Bây giờ thì đến giờ lại gọi là đi mua thức ăn đấy các bác. Thì sẽ cho em Quân là em ấy lên trên lấy thức ăn về một chút, vừa rồi thì cháu Lực cũng điện là cho người ta lấy cho cháu Lực rồi. Bà chê, cảm ơn bà khóc lộ. Bây giờ thì chỉ còn ở phía bên này là gọi là còn một phần nhiều, khá là nhiều đúng không ạ? Gọi là làm ba phần thì đào mất đi hai phần rồi. Okay. Mọi người trêu nhau bảo là bom. Có nghe chi? Hello, có bom à? Thì phay đi mày. Bật lửa. Chơi đây chỉ pia gì? Chơi chỉ tiếp à? Chơi chỉ tiếp à? Chết tiếp lại à? Chết tiếp rồi à? Ông ở phía bên cạnh cháu Lực là năm nay cũng được 70 cô bác, răng thì dụng hết rồi nhưng mà vẫn cầm cuốc rất là khỏe. Thế thế còn á? Thế là 73 à? Thế ông không biết là mình bao tuổi đâu má? ông là thầy à? Đấy, hôm nay là cả đội tập trung là giờ giúp đỡ cho hai ông cháu để mà đào nền đúng không á? Bây giờ phía bên kia thì bây giờ là các cô đang với lại các chú đang giải quyết nốt cái cục đá ở phía bên kia nữa. Ủa, này có văn sai này. Hả? Nó hot đấy ạ. Nó tí nó hỏi lopi nữa. Đi hot đây, đi xin hot hot cả. Có đi hot. Hot nó là bóng nó hot nữa luôn đúng không? Ờ. Hot là cần luôn đó nè. Bà đây. Đây bà đây khâu này đấy bà đây thôi. Ủa, vật liệu thôi đấy mày. Mấy vật liệu con bỏ ma này mấy. Bỏ ma luôn mà nè. Sao khâu đấy không ma luôn? Bóng đi khô, ăn hứa bóng đặt đấy, phải hốc lấy chi văn đuối này nè. Nếu vẫn nhiều con nước này một tháng lâu. Ồ. Nếu còn là bé mẹ. Mình chi đó. Nhiều khó. Tôi ăn nó bằng bú bóng á. Mình đi ô. Ăn hứa bóng đến từ. Như con hốc này. Mình hốc này. Tốt ghê á. Nê vận chuyển nó cái ô. Gẹt, cần nhất cả gẹt chứ. Mà gẹt cái hai bẹt không? Hạc bẹc chú? Ai, chú mà mấy lạc mà đi lạc. Học quân thì nếu lo nghe nào. Cái con chẳng nghe, chú nghe. Chú nghe, chú nghe, chú nghe, chú nghe, chú nghe, chú nghe. Hạc cũng ai á, cái phân nhạc. Ủa, miếng màu khuyên nào, khuyên chú nghe. Nhưng mà điên. Đồ mắt thế bố. Đồ mắt thế bố. Cháu nghe mà thấy cháu. Mình nó lại à? Chẳng à, ông nhận luôn. Nó phải khỏi cái
Anh có hai cái xa beng người là các chú là sẽ là người mà đục để mà cào đất ra đấy không ạ? Con nào ơi, sắc hơi cũng cho mà nên sắc hăm ba tổ hăm sẹo. Hà lớn hăm. Bà đi. Hà lớn này. Cho phám đi hà lớn sắc hăm sẹo. Lúc cho thảo hà lớn rồi chê nó. Chê rồi đó nó. Là con á. Hốc cái hốc hốc cái cái đó cho hốc cái nào không? Ô, chị phô hào cái này à, không ăn không? Vừa các cô thì vừa làm là vừa trêu nhau thì cứ không khí mà để mà làm việc thì nó sẽ được nhanh hơn các bác cũng như là đỡ mệt hơn. Là hốc đầy hơi rồi giờ là hốc thai cho mới ta nhiều cho nó cũng luôn. Giờ tới đi nè. Nó cũng là ra sao nó cũng buồn. Ra sao mà nó lại nhặt cái thảo thủy đó. Bố, cá thì nên mà hả? Cao, bố cái phân ra ta nó có bỏ. Bỏ quá một mau, chắc là cái cây cua xay. Bà ơi, ô mê, nhà chung của bà ngọt lắm, ta cái thằng mê. Bây giờ phía bên này thì tảng đá này thì bây giờ chắc phải là gọi là khó hơn các bác ạ. Tảng đá này tay cấm đồ lét kìa bác, đồ máy nhỉ. Cái bay nó tầm lại. Quyết này không đào à? Không đào được không? Hả? À? Mấy xúc nọ mua cho. Thế mấy xúc ra đào đi. Ôi ôi ôi. Chú tươi. Nó linh nó. Và sâu về tờ mê ông. Bao lần sạt thế mấy ông? Mấy lần nào rồi nổ? Mấy lần mà? Được nào vậy? Đấy, bác gái này thì cầm búa tạ đập như đàn ông luôn quá. Bác gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Chị, bác gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tiếp lắm. 50 hả ba? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây hả ta? 40, 50. Ngang ngay on phần đấy kia lô không dư đâu ạ. Này này phần này nha. Hai mạc này mà e là đúng rồi. Phần mạc phần này. Mạc bài có bà này làn đẹp đó nó. Phần ạ, phần rồi. Mạc này có hạt của mình mình phần. Chào tất cả nữ chứ mẹ. Đây hắn hỏi ngang lên sống thân mẹ. Mơ là bỏ vào nó. Xéo khơi lô nó, xéo khơi lô. À, hai, ông ơi. Bác là cấm thế này. Cấm, cấm, phải chút thôi. Bao, lắm tụ. Mở bộ bài ạ. Ôi, thú rộ. Nhanh, nhanh, nhanh. Chúng ta chẳng thử nó lo. Rồi. Gỗ lên đi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Thầy mạng, nhỏ mà bộ. Bộ, nhỏ mà bộ. Nhỏ mà bộ. Nhỏ mà bộ. Con. Ôi, cái nhắc chẳng mà bố. Ở lao lon nó. Ở lao phải ta lao. Ừ. Đừng nhắc đừng có để nè. Ơ đừng đừng. Tây. Mắc. Ơi à. Khừng bắn mày. Ờ. Mà đi chèo bị ta. Tây. Dạ, ở đi đâu. Thầy mà nghe bắn thế mà. Út bị mà bố à. Chẳng nó khóa mà tới. Hả? Một chút. Để ra. Tao như thầy mày tựa. Má phiền sâu đó. Đó. Lao bẻ. Hai bà phiền sâu à. Má, má má. Để bẻ, để bẻ ông. Má, con lên lại, con lại lại con. Đây đây đây. Ô, cầm đi đi ô. Nó đi ô đi khao. Ha khăng đây cái thằng này. Má. Tao nhắm ngắm đây thôi đấy. Má, hai má. Ừ, thằng chết. Ừ, vậy ba ông thì cũng khá lớn tuổi rồi chứ với cái tảng đá từ 100 cân này là không nổi đây nóng quần nóng 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 con trâu này ở đây ok bố con được ba Minh chào về mấy tên quá khảo nhưng anh đâu có tầm này tầm mà ơi. Muốn đời đấy. Đây. Một lần nữa. Đẩy đẩy đi thôi không? Thấy cái mặt này xoay ra kia đấy ông nhỉ? Ừ. Cho cái này vào trong đấy. Đi to đây để vào, xoay vào đây. Ra ngoài đây. Xoay như này. Đấy. Vậy. À đi vào. Ờ. Đúng được. Được. Cho nên vậy đấy. Ừ. 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 Từ từ ông ơi, để cháu đẩy đẩy bên đây. Đây này, cháu đẩy bên đây. Ông nha, chân nó. Bên này. Đây sau khi mà làm xong thì có vẻ như là bây giờ cháu được đang ghi hình thì các bác không nhìn thấy nhưng mà cháu được xé ghi hình một đoạn flycam cho các bác xem là cái phía nền nhà của hai ông cháu một chút của bác nhé. Và qua cái thước phim này thì cháu được xin được phép là nói thêm một chút nữa các bác nhé. Cái khoản kinh phí của nhà hai ông cháu hiện tại là cháu được nhận được là 100 triệu rồi. Còn chị Giáng My cũng có hứa là đồng hành cùng với cháu Lực thêm là 20 triệu nữa để mà hoàn thiện cho ngôi nhà của hai ông cháu. Thì cháu Lực rất là mong sau khi mà cháu đi vào gọi vật liệu ấy hay là đi vào làm nhà của hai ông cháu thì rất là mong sẽ được sự trợ duyên của các bác giúp đỡ tới cho hai ông cháu để cho hai ông cháu hoàn thiện một cái ngôi nhà
che nắng che mưa một chút các bác nhé. Cũng có rất là nhiều các bác nói rằng là tại sao không có đi mua đất ở trên những cái đường lớn đấy mà ở đấy các bác, thì Gió Lực cũng đã ghi hình cho các bác cũng biết rồi, để mà đi kiếm đất thì rất là khó các bác ạ. Và mua được đất thì người ta cũng toàn bán những chỗ rất là dốc nó để cho cháu Lực thôi, thành ra là không thể nào mà mua được. Hay còn là đường lớn thì là được nằm ở tít trên kia của các bác này. Cũng mong rằng là sau khi mà hỗ trợ nhà cho hai ông cháu thì khi mà bé Mạnh đi học ấy, về tương lai ấy, thì Mạnh có thể là kiếm tiền để mà tự lo cho cái cuộc sống về sau này nữa. Trước mắt là cứ hỗ trợ hai ông cháu làm một cái ngôi nhà trước đã các bác. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy là cái nền nhà của hai ông cháu từ phía trên cao này xuống đấy cô bác này. Hiện tại thì cái chỗ mà ông Sầu đang san phẳng đấy cô bác, là đang san đấy, thì là cái chỗ đấy là đất mượn của nó là hơn 1 mét một chút thôi. Và hôm nay thì cũng có rất là nhiều các cô các bác ở trong làng cũng như là trong thôn là ra hỗ trợ cho hai ông cháu để mà hai ông cháu xong cái nền nhà mới. Về cái phần thế đất làm nhà của hai ông cháu đây cô bác này, thì là cái chiều ngang của nó thì sẽ là 10 mét, còn cái chiều rộng của nó thì sẽ là 5 mét cô bác nhé. Ở phía bên này thì hiện tại là đang gặp tảng đá này cô bác này, các chú là đang cùng nhau để mà hoàn thiện, cùng nhau để mà lấy cái tảng đá này ra. Đây có thể là nếu mà cứ tiến độ mà làm như thế này thì sẽ được trong là ngày hôm nay thì để sẽ xong cái phần nền nhà của hai ông cháu. Thank you.
chú xem này. Răng của Mạnh thì sau này ra thế nào, thế nào bỏ tay ra xem nào, chú xem nào. Hả? Chú xem nào, há mồm xem nào. Hả? Há mồm xem nào. Sau răng rồi. Há mồm xem nào, há mồm to xem nào. Hả? Xem nào. Há mồm to nào, đừng có lên đây. Há mồm. Mạnh của răng của Mạnh là bị sâu răng rồi các bác ạ. Có đau không Mạnh? Hả? Có đau không? Này, đi đào đi, đi đào đi nào đi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, Mạnh thì còn khá là nhỏ tuổi cô bác, cho nên là những công việc này thì không thể phụ giúp được cho ông cả. Trong thời gian qua thì các bác cũng rất là yêu quý tới cho rất là yêu quý tới hai ông cháu. Đấy, cái, có thể là cái video hôm nay thì chắc là cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn quý ông bà con chú anh chị ở tháng 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.